Thưa quý vị và các bạn, nhà vệ sinh cũ, bẩn, thiết bị hỏng hóc, bỏ không lâu nay vẫn là thực trạng xảy ra tại không ít trường học trên địa bàn tỉnh. Điều này khiến cho việc đi vệ sinh trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh. Chính vì vậy, năm học này cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học khang trang, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì việc giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang đặt ra. Trước đây, tại một số trường học trên địa bàn tỉnh, việc đi vệ sinh trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh. Khu vệ sinh nó rất là xuống cấp và bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, ai cũng cảm thấy là không muốn vào. Chưa hợp vệ sinh lắm nên mọi người không muốn vào vẫn phải nhịn. Tại huyện Yên Thế, nhiều nhà vệ sinh không những bẩn, xuống cấp mà một số trường học còn thiếu nhà vệ sinh. Tại trường mầm non xã Hồng Kỳ, hơn 100 em học sinh phải sử dụng chung một nhà vệ sinh xuống cấp, chật chội. Hiện tại các lớp học nhờ này ở dưới này thì là tất cả đi chung vào một cái nhà vệ sinh thì nói chung là nó cũng rất là chật hẹp. Vâng, trước thực trạng đó, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại và đồng bộ. Đặc biệt là các cấp ngành đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm phục vụ nhu cầu thiết yếu của giáo viên và học sinh. Tại trường Trung học cơ sở Quảng Minh, huyện Việt Yên, năm học mới này, ngoài việc đưa vào sử dụng các dãy phòng lớp học khang trang, nhà trường cũng được quan tâm xây dựng nhà vệ sinh và có công trình nước sạch đảm bảo theo quy định. Các khu nhà vệ sinh đều có trang thiết bị hiện đại như bồn, vòi nước rửa tay, xà phòng, gương. Đây thì khang trang sạch sẽ hơn, phù hợp vệ sinh. Rất là tâm đắc, bởi vì từ trước đến nay thì cái công trình vệ sinh của các khu trường cũ của chúng tôi đều rất là xuống cấp rồi sập sệ. Đây cũng là một cái mà giúp cho chúng tôi phát triển hơn, mạnh hơn trong quá trình đào tạo học sinh. Năm học mới này, cùng với việc khắc phục tình trạng thiếu phòng lớp học, ngành giáo dục huyện Sơn Động đã cố gắng, nỗ lực sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng nhà vệ sinh. Nhiều nhà vệ sinh tại các trường học được xây dựng mới, khang trang, sạch đẹp. Năm học tới này, trường đã đưa thêm hai công trình mới cho học sinh là ngay tại phòng học, ngay tại trong cái nhà lớp học ngay dưới gầm cầu thang, học sinh đi lại tiện lợi trong lúc mưa gió. Và công trình ngoài cách công nhà lớp học mới xây này thì học sinh phải đi xa hơn một tí, nhưng khi xây dựng nhà trường đã thiết kế vào dưới gầm cầu thang thì học sinh đi lại được. Hết năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 332 nhà vệ sinh, cải tạo, sửa chữa 253 công trình tại các trường học với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Trong năm học 2019-2020, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng 785 công trình nhà vệ sinh. Phấn đấu 100% các trường học có nhà vệ sinh và công trình nước sạch đảm bảo theo quy định. Và trong cái kế hoạch của năm 2019 thì chúng tôi có đăng ký cũng như là dành cái nguồn kinh phí đầu tư xây mới khoảng gần 40 cái nhà công trình vệ sinh với số kinh phí trên 8 tỷ đồng. Và tôi cho rằng là với các cái công trình như vậy được đầu tư thì cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu về trường lớp học cũng như cái cơ sở vật chất đáp ứng được cái yêu cầu của công tác dạy và học. Với sự quyết tâm của ngành giáo dục và các địa phương sẽ là tín hiệu vui cho các nhà trường, phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh. Qua đó giúp các em có một môi trường học tập lành mạnh và một tâm lý thoải mái bước vào năm học mới đạt kết quả cao nhất.